Công Sơn bên phía cao thủ thể thao và Đỗ Kim Phúc bên phía cao thủ điều ước đang làm những thủ tục cuối cùng. Các vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. Và như vậy là tiếng còi mở màn cho hiệp thứ đầu tiên. Của trọng tài tiếng Corina đã vang lên. Hiệp 1 màn đấu đầu của cao thủ điều ước và cao thủ thể thao chính thức được bắt đầu. Đá phương Nam rất nhịp nhàng, một thời cơ dành cho cao thủ áo đỏ. Sút bóng, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu này. Được chuyền của Hưng ECL. Thời cơ phản công dành cho cao thủ áo xanh rất nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm đi, không vào. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Trận đấu đang diễn ra rất hay với thế trận cởi mở ngay ở những giây phút đầu tiên. Chuyền dài của trung vệ Như Thuần rất dễ dàng với Hưng ECL, người khổng lồ đứng trước khung gỗ. Ngày hôm nay thì Hưng ECL chơi ở vị trí trung vệ, đang tạo ra một lớp chắn phòng ngự vô cùng chắc chắn. Quả treo bóng dài của Phạm Minh Đức gần như quả bóng không thể lọt qua khỏi cái chân của Hưng ECL. Việt Anh bảo anh này đứng dịch. Anh cho bài giúp em đứng dịch xuống chút để em nhìn trận đấu. Rất nhịp nhàng, thời cơ không được. Tuống bật tường trở lại của Đỗ Thị Ngọc Trâm. Sút bóng không vào, câu trả lời. Đó là câu trả lời đầy sức nặng của cao thủ thể thao. Sau những giây phút đầu tiên bị cao thủ điều ước dồn ép. Như Thuần rất nhịp nhàng. Hưng ECL đã có tình huống tắc bóng thành công. Cơ hội vẫn còn. Việt Anh, Đỗ Kim Phúc sút bóng vào. Bàn thắng đầu tiên mở màn trong trận đấu này và siêu. Điều ăn mừng của Cristiano Ronaldo thêm một lần nữa xuất hiện bởi Đỗ Kim Phúc và Việt Anh. Điều ăn mừng được tái hiện bởi Marcelo và Cristiano Ronaldo. Như vậy là trận cầu giao hữu bóng đá từ thiện điều ước thể thao trong buổi chiều ngày hôm nay đã có tỷ số được mở. Và người lập công không ai khác chính là Đỗ Kim Phúc. Chương trình gây quỹ bóng đá từ thiện điều ước thể thao cũng được thành lập bởi Đỗ Kim Phúc, vận động viên tâng bóng nghệ thuật, nhà vô địch của bóng đá nghệ thuật châu Á năm 2013 và quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2008. Đỗ Thị Ngọc Trâm đồng hành cùng với hai danh thủ này là có sự xuất hiện của cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, danh thủ Hồng Sơn, danh thủ Như Thuần và danh thủ Phạm Minh Đức. Những cái tên có lẽ là đã quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, những huyền thoại của bóng đá Việt Nam ngày hôm nay đều xuất hiện. Buổi lễ tổ chức của trận đấu giao hữu bóng đá từ thiện thì các vận động viên như là Quang Hải, Văn Hậu, Tuấn Hải cũng xuất hiện. Cơ hội sút bóng không vào, cú đá đưa bóng đi vào xa. Lối chơi rất phong khoáng từ cầu thủ hai đội và đang khiến cho các cổ động viên trên sân bóng Happy Sport lúc này đang rất thích thú. Không vào, xuất sắc. Đó là tình huống băng ra và cản phá xuất sắc của Bông Hồng Thép trong khung gỗ, cầu thủ thể thao trong trận đấu ngày hôm nay. Em ạ. Vũ Tuyên Minh. Ngày hôm nay người đứng trong khung gỗ của cầu thủ thể thao đó chính là cựu cầu thủ Vũ Tuyên Minh, người đã từng giành 3 tấm huy chương vàng SEA Games cùng với đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam. Chèo bóng dài lên phía trên. Tập bóng chính xác của Đỗ Kim Phúc. Đây là Hưng ECL. Việt Anh rất nguy hiểm.
sút bóng không vào. Rất tốt, nguy hiểm. Việt Anh siêu đi, siêu. Lần thứ hai Việt Anh siêu, nhưng lần này thì Việt Anh là nhân vật chính. Tỷ số là 2-0 dành cho cao thủ Điều Ước. Rất nhanh thôi, sức trẻ và sự sôi nổi của cao thủ Điều Ước đã giúp cho họ có được hai bàn thắng vươn lên từ khá sớm. Như vậy là Hải Triều vào sân. Sự thay đổi người của cao thủ Điều Ước, Đỗ Kim Phúc là cầu thủ được cho ra nghỉ. Như Thuần, Đặng Phương Nam, Hồng Nghệ Sê Lê, tình huống để bắt bóng khá nguy hiểm. Đó là một tình huống áp sát nhanh của Hồng Sơn. Mỹ Đức, tốc độ của Mỹ Đức vẫn là rất tuyệt vời. Thể lực vẫn là rất dồi dào tới từ vị trí của Mỹ Đức. Nguyễn Hồng Sơn, rất hay. Một trong những cầu thủ sở hữu kỹ thuật điều luyện nhất mà bóng đá Việt Nam từng có được. Như Thuần, trung vệ thép. Đường chuyền của Như Thuần. Thời cơ, dứt điểm. Vào! Cú đá tuyệt vời. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Và dứt điểm không thể chê vào đâu được. Niềm vui của cao thủ thể thao với bàn thắng rút ngắn cách biệt. Lúc này thì mọi sự chú ý của các cổ động viên lại đổ dồn vào nụ cười của Hải Triều. Không biết tại sao lại như vậy, nhưng có thể là vị trí của Hải Triều lúc này đang tạo ra dấu ấn với các cổ động viên ở ngoài sân. Phản công dành cho cao thủ đó. Thời cơ, không vào. Rất tiếc cho Ngọc Trâm. Hồng Nghệ Sê Lê. Ngọc Trâm. Đúng ra, Tuyết Hải. Sút bóng, không vào. Tiểu đội người xuất sắc. Cú đá rất tốt của Phạm Minh Đức. Nhưng đó là một tình huống bay lượn trong khung gỗ. Sút bóng, không vào. Cú đá ngay là của Nguyễn Hồng Sơn. Quá khủng khiếp. Minh Đức rất tốt. Tình huống vượt qua 1-2 rồi tới 3 cầu thủ của Phạm Minh Đức. Lúc là đẳng cấp của Minh Đức mới được thể hiện. Sút bóng vào. Tỷ số được quân Minh Khai đều. Tuyệt vời. Như vậy là Hồng Sơn đã ghi bàn. Vũ điệu Samba của Hồng Sơn ngày hôm nay đã được đánh thức. Nhưng trước đó chúng ta phải kể tới pha solo đẳng cấp rất cao của Phạm Minh Đức. 1-2 rồi tới 3 cầu thủ của cao thủ Điều Ước bị vượt qua. Minh Đức như đang chơi đùa với trái bóng. Sút bóng. Bóng đi khá khó chịu. Đặng Phương Nam. Đường chuyền của Phương Nam. Sút bóng không vào. Lại một tình huống bay lượn trước khung gỗ nữa. Phản đối người tốt của Minh Nhật. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại pha phối hợp của Phương Nam và các đồng đội. CR7 Việt Anh được cho ra nghỉ. Sút bóng. Hưng Nghê Sê Lê đứng trước bóng. Lý Văn Quang. Sút bóng không vào. Cú đá đưa bóng đi tìm tới cột dọc. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Cristiano Ronaldo. Trả bóng đầu tiên. Lúc này thì Cristiano Ronaldo cũng đã trở lại Hà Nội nhưng với cương vị là một huấn luyện viên. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-2. Đặng Phương Nam đã lập công. Cầu thủ từng tham dự 4 kỳ Tiger Cup của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 3-2 dành cho cầu thủ thể thao với pha chớp thời cơ rất nhanh của Phương Nam. Cầu thủ thể thao đang tạo ra một cuộc lộn ngược dòng trước cầu thủ Điều Ước.
Có vẻ như cao thủ điều ước của huấn luyện viên Cagris tiếp tục có sự thay đổi. Hồng Sơn lại là một tình huống biểu diễn bóng nghệ thuật nữa của Hồng Sơn. Quá hay! Tình huống gấp bóng qua đầu của đối thủ mà chúng ta thường hay thấy ở Neymar. Và vừa rồi thì Hồng Sơn đã cho thấy đẳng cấp của mình. Nụ cười của Hồng Sơn, và chúng ta sẽ cùng xem lại khoảnh khắc này. Thực sự đẳng cấp. Có lẽ sau trận đấu này thì về ngủ Lý Văn Quang cũng phải mơ thấy tình huống vừa rồi. Hơi tiếc cho Văn Quang khi đây là một trận đấu xuất sắc của Văn Quang. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi thì Hồng Sơn những năm ăn quen rồi. Để cùng xem là thể lực của Đăng Văn sẽ tốt như thế nào trong những phút còn lại của trận đấu. Tuyệt vời. Thay thế cho Văn Quang. Một tràng pháo tay dành cho Văn Quang và Đăng Văn. Sự thay đổi của cao thủ điều ước không giấu để có thể lan tỏa cái trận đấu bóng đá giao hữu, bóng đá từ thiện, điều ước thể thao này. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta lan tỏa để có thể chung tay góp sức cho các vận động viên đang gặp những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Nó đã vượt ra khỏi một khái niệm về thể thao. Được truyền của Minh Đức. Dứt điểm, rất nguy hiểm, không vào. Mà một cách thần kỳ nào đó thì Phương Nam vẫn đưa được quả bóng vào trong dành cho Minh Đức. Cối. Đẳng cấp. Còn đâu nói về pha bóng này. Xin chào, xin chào các cổ động viên. Xin chào các cầu thủ điều ước. Và đó là lời chào của Hồng Sơn. Cán Chris vừa rồi đã chạy vào sân để tô điểm cho pha ăn mừng của Hồng Sơn. Một cú lốp bóng đẳng cấp của Hồng Sơn. Lại thêm một cầu thủ nữa của điều ước tối nay mơ thấy Hồng Sơn. Cơn ác mộng mang tên Hồng Sơn có lẽ vẫn chưa dừng lại. Phương Nam được chuyền dành cho Cristiano Ronald. Được chuyền của Minh Gấu nhưng hơi khó. Quả đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 4-2, rất nguy hiểm. Chúng ta thấy sự xuất hiện của Quốc Thành, có cả thả đồ gỗ nữa. Những cầu thủ ở ngoài là Pitts, dứt điểm. Cú đá vừa rồi là của Bình Gấu. David Vinh. Vinh David, đường chuyền rất tốt của Vinh David. Pha bóng mà Vinh David hóa Kevin De Bruyne. Nhưng hơi tiếc cho bóng vừa rồi là Bình Gấu nhận bóng trong tư thế hơi khó. Đường chuyền của Vinh David. Ronan vẫn còn. Anh Quân rất nhịp nhàng. Anh Quân đang làm tốt nhiệm vụ của mình, tạo nên chương trình gây quỹ bóng đá từ thiện điều ước thể thao, đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm tới từ quý vị khán giả. Lúc này trên pha phép bóng đá sân 7 của chúng tôi rất nguy hiểm. Xuất sắc. Cú đá thành bàn của Hoàng Hoa Trung. Trung đã giúp cho các cầu thủ áo đỏ tiếp tục nới rộng cách biệt. Đường chuyền vừa rồi theo chúng tôi là hợp lý. Thàn đồ gỗ đã cắt bóng chính xác. Đường chuyền của thàn đồ gỗ, dứt điểm, cứ vào. Nguy hiểm, vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-5. Trần Hoàn là cầu thủ đã lập công. Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ điều ước. Trận đấu vẫn đang diễn ra với một thế trận rất cởi mở. 8 bàn thắng được ghi, 5 cho cầu thủ thể thao và 3 cho điều ước ở thời điểm hiện tại. Cảm xúc tuyệt vời mà anh Quân tạo ra. Chỉ khi mà giọng nói của anh Quân cất lên, chúng ta biết đó là những cảm xúc tuyệt vời trong bóng đá mà mỗi khi anh Quân ngồi trước cabin. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho quý vị khán giả, không chỉ ở trong những khung hình mà còn động lại những kỷ niệm đẹp cho các vận động viên, cho các diễn viên thi đấu ở trên sân. Cú đá của Megan. Bước thể thao để có thể lan tỏa trận đấu này tới với công chúng khá là bập. Để xem là tài năng bóng đá của Hùng Bá có nhiều như số tiền mà anh sưu tầm hay không. Sút bóng.
hơn. Thêm một đường chuyền tốt nữa. Bình An không vào. Thời cơ sút bóng quá chất lượng. Bàn thắng của Trường Minh. Có thể nói trong hiệp thi đấu thứ hai này thì Trường Minh là cầu thủ sút tốt nhất ở trên sân. Đây rồi, nghệ sĩ nhân dân Hải Triều được huấn luyện viên Cán Chris xếp chơi ở vị trí tiền đạo. Đăng Văn, Đăng Văn đường chuyền dành cho Hải Triều. Hải Triều sát thủ vòng cấm địa, kẻ thách thức những danh hài của Hải Triều ngày hôm nay cũng là rất rạng rỡ. Và đó là đủ để giúp cho Hải Triều tạo ra dấu ấn dành cho các cổ động viên trong trận đấu ngày hôm nay. Cái bắt tay của Hải Triều và Cristiano Ronaldo. Thả đồ gỗ. Thời cơ Việt Anh CR7. Các hoàn cảnh của các vận động viên đang gặp khó khăn. Nguy hiểm quá. Đường bóng vào vừa rồi là của Quốc Hưng. Đăng Văn tắc bóng tốt. Thể lực tuyệt vời của Đăng Văn. Lại một lần nữa những cái ôm của Hải Triều và Cristiano Ronaldo. Cũng đã bắt kịp khoảnh khắc mà Hải Triều và Cristiano Ronaldo khoác vai nhau. Hải Triều. Thời cơ của Thandogo. Chuyền đi, sút bóng không vào. Gỗ, sút bóng không vào. Đã tốt. Romelu Lukaku Hải Triều. Nguy hiểm quá. Thôi rồi. Bàn thắng dành cho Bình An. Và đây có thể nói sẽ là câu trả lời đanh thép nhất dành cho Cán Chris. Có vẻ như Cán Chris đang im lặng ở ngoài đường pitch. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Và tiếng kèn của trọng tài Tiến Corina đã vang lên. Trận đấu bóng đá giao hữu, bóng đá từ thiện, điều ước thể thao của các cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, các diễn viên và các TikToker, những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã chính thức khép lại. Chiến thắng 7-3, 10 bàn thắng được ghi.